Và chúng ta sẽ học qua video clip sinh học lớp 7. Thầy Đinh Mạnh Hà đảm nhận bộ môn sinh 7. Để đi vào bài học mới, thầy sẽ cùng các em kiểm tra lại kiến thức bài cũ với câu hỏi trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn. Để trả lời được câu hỏi này, do các em nghỉ COVID-19 một thời gian cũng khá lâu, nên thầy sẽ hỏi rõ từng bộ phận. Thứ nhất, các em phải nêu được đặc điểm của cấu tạo của bộ xương. Rồi đến cơ quan dinh dưỡng thì các em nêu được phần tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn và bài tiết. Cuối cùng là phần thần kinh và giác quan. Các bạn nêu được các đặc điểm cấu tạo của nó. Để trả lời câu hỏi này thì các em phải trả lời được phần thứ nhất, đó là bộ xương. Bộ xương thì gồm có xương đầu, xương thân và xương chi. Về cơ quan dinh dưỡng, về phần tiêu hóa thì ở đây đặc điểm của nó là ruột già, có khả năng hấp thụ lại nước để chống mất nước cho cơ thể. Về phần hô hấp thì phổi có nhiều vách ngăn. Về phần tuần hoàn, tâm thất có vách ngăn hụt, máu đi nuôi cơ thể, ít pha trộn. Phần bài tiết thì thận sau có khả năng là hấp thụ lại nước. Cái phần thứ ba đó là phần thần kinh và giác quan. Thì phần này tương đối phát triển. Thứ nhất đó là màng nhĩ nằm trong hốc tai. Thứ hai đó là mắt có mi và tuyến lệ. Như vậy thầy đã cùng các em nêu lại cái phần đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn. Các em quan sát những hình ảnh sau đây, nêu tên được các loài động vật. Đây là những hình ảnh các em phải nêu được, kể tên được những động vật này. Thực ra nó rất là gần gũi với các em. Thứ nhất, đó là con cá sấu chim. Thứ hai đó là con rắn ráo. Thứ ba là con rùa biển. Thứ tư là con tắc tè hoa. Thứ năm là thằn lằn bóng. Và hình thứ sáu là hình của con trăn. Rất gần gũi với các bạn. Các bạn hãy cho biết những loài động vật này thuộc ngành nào. Nó là ngành nào đây? Ngành động vật có xương sống, đúng không em? Hôm nay thầy cùng các em nghiên cứu bài đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát. Bài này gồm có phần thứ nhất chúng ta tìm hiểu, đó là phần đa dạng của bò sát. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái thông tin. Trên thế giới có khoảng 6.500 loài bò sát. Ở Việt Nam đã phát hiện 271 loài. Chúng có da khô, vảy sừng, bao bọc và sinh sản trên cạn. Bò sát hiện nay được xếp 4 bộ. Bộ đầu mỏ, bộ có vảy, chủ yếu gồm những loài sống ở cạn. Rồi bộ cá sấu, sống vừa ở nước, vừa ở cạn. Và bộ thứ tư đó là bộ rùa, gồm những loài rùa cạn, một số loài rùa nước ngọt, sống vừa ở nước vừa ở cạn. Ba thì sống ở đâu các em? Chủ yếu ở nước ngọt, rùa biển, sống chủ yếu là ở biển. Đó là những cái thông tin mà chúng ta tìm hiểu. Em có nhận xét gì về
số loài của động vật thuộc lớp bò sát. Qua cái thông tin vừa rồi thì chúng ta sẽ nắm được đó là bò sát rất đa dạng về loài, có khoảng 6.500 loài. Chúng ta tiếp tục quan sát cái sơ đồ sau. Chúng ta thấy cái sơ đồ là lớp bò sát này. Đặc điểm là da khô, có vảy sừng và sinh sản trên cạn. Chúng ta được chia ra làm hai nhóm, đó là một nhóm là có răng hàm, không có mai và yếm, và một nhóm đó là hàm không có răng, có mai và yếm. Đối với cái nhóm hàm không có răng, có mai và yếm thì chúng ta sẽ đại diện nghiên cứu đó là bộ rùa. Và cụ thể là chúng ta tìm hiểu về rùa núi vàng. Còn đối với cái nhóm mà hàm có răng và không có mai và yếm thì nó được chia làm hai nhóm. Một nhóm thứ nhất đó là hàm ngắn, có răng nhỏ, mọc trên hàm, trứng, có màng dai bao bọc. Và một nhóm đó là hàm rất dài, có nhiều răng lớn, nhọn sắc, mọc trong lỗ chân răng, trứng, có vỏ đá vôi bao bọc. Ở trong cái nhóm hàm rất dài và có nhiều răng lớn, nhọn sắc, mọc trong lỗ chân răng, trứng, có vỏ đá vôi bao bọc, thì chúng ta sẽ tìm hiểu đó là bộ cá sấu. Bộ cá sấu thì chúng ta, bạn nào đi du lịch hoặc là những nơi mà người ta nuôi cá sấu thì các bạn tìm hiểu ở cái con là cá sấu xiêm. Còn đối với cái nhóm mà hàm ngắn, có răng nhỏ mọc trên hàm, trứng, có màng dai bao bọc thì chúng ta xét đó là bộ có vảy. Bộ có vảy. Bộ có vảy thì chúng ta đi hai hướng, đó là thứ nhất là có chi, màng nhĩ rõ. Chúng ta xét đại diện nó con lằn là thằn lằn bóng, thì con thằn lằn bóng này rất gần với chúng ta. Chúng ta đã tìm hiểu về nó ở một bài trước. Còn đối với cái nhóm thứ hai đó là không có chi, không có màng nhĩ, đó là rắn. Và đại diện đây chúng ta là con rắn ráo. Con rắn ráo thì chắc là chúng ta ai cũng cũng biết. Thì chúng ta khu vực này khu vực nông thôn rừng núi cho nên là nó rất nhiều. Để tìm hiểu thêm thì chúng ta hãy cho thầy biết lớp bò sát gồm mấy bộ, kể tên các bộ đó. Những cái thông tin vừa rồi thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này. Thứ nhất là nó chia ra làm 4 bộ. Bộ thứ nhất thì bộ có vảy. Bộ thứ hai đó là bộ cá sấu. Bộ thứ ba đó là bộ rùa. Và bộ cuối cùng đó là bộ đầu mỏ. Chúng ta quan sát tranh thông tin sách giáo khoa ở trang 130 hoàn thành cái bảng sau. Ở đây chúng ta thấy là có 3 bộ, bộ có vảy, bộ cá sấu và bộ rùa. Chúng ta phải nêu được cái đặc điểm cấu tạo về mai và yếm. Thứ hai là hàm và răng. Và thứ ba đó là vỏ trứng. Chúng ta nghiên cứu ở trong sách giáo khoa thông tin trang 130 á, thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này. Và với những cái thông tin mà thầy vừa đã đưa cho các bạn. Sau khi các bạn nghiên cứu, các bạn sẽ tìm thứ nhất đó là bộ có vảy. Thì chúng ta trả lời là mai và yếm là không có. Hàm và răng là hàm ngắn, răng nhỏ mọc trên hàm, và vỏ trứng thì trứng có màng dai. Thằng bộ thứ hai đó là bộ cá sấu, mai và yếm thì không có. Đặc điểm của hàm và răng là hàm răng lớn mọc trong lỗ chân răng. Đặc điểm về vỏ trứng là có vỏ đá vôi. Và chúng ta sang đến bộ rùa.
bộ rùa thì Mai và Yếm thì chúng ta Mai và Yếm là phải có. Hàm và răng thì chúng ta thấy là hàm không có răng. À. Nhưng mà đối với chúng ta thấy là hàm không có răng, nhưng mà rùa chúng ta thấy là con ba ba các bạn. Đừng thò tay vào nha. Thò tay vào nó táp và nó ngọc chúng ta làm chúng ta sợ. À. Đấy là cái đặc điểm. Cái vỏ trứng thì vỏ có đá vôi. Nếu mà bạn nào mà đến những chỗ người ta nuôi rùa, các bạn nhìn thấy quả trứng và chúng ta cầm, à, chúng ta sẽ cảm nhận được. Chúng ta sang phần thứ hai, à, đó là các loài khủng long. Chúng ta đi vào phần thứ nhất là sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long. Chúng ta đọc thông tin sách giáo khoa trang 131 và trả lời những câu hỏi sau. Thứ nhất, chúng ta phải nêu được nguyên nhân sự phồn thịnh của khủng long ở thời kỳ này. Thứ hai, chúng ta nêu đặc điểm của các loài khủng long thích nghi với đời sống của chúng. Thì trả lời câu hỏi này thì câu hỏi thứ nhất này là nguyên nhân của sự phồn thịnh của khủng long thời kỳ này thì chúng ta nói là do điều kiện sống thuận lợi, chưa có kẻ thù cho nên rất là phồn thịnh. Và để trả lời câu hỏi thứ hai đó là đặc điểm của các loài khủng long thích nghi với đời sống của chúng thì chúng ta phải nêu được. Thứ nhất là ở cạn, chi sau khỏe, chi trước ngắn. Đặc điểm thứ hai đó là ở trên không thì có cánh như cánh dơi, chi sau yếu. Và cái đặc điểm thứ ba đó là dưới nước, chi có dạng vây bơi. Đấy là những cái đặc điểm trả lời cho hai câu hỏi trên. Vậy một em cho biết bò sát ra đời khi nào? Chúng ta trả lời cái câu hỏi đó là bò sát cổ hình thành cách đây khoảng 280 đến 230 triệu năm. Chúng ta sang tìm hiểu phần thứ hai đó là sự diệt vong của khủng long. À. Các bạn giải thích được tại sao khủng long bị tiêu diệt, còn những loài bò sát cỡ nhỏ vẫn tồn tại và sống sót cho đến ngày nay? Trả lời cho câu hỏi này thì thực ra các bạn xem những thông tin rồi xem phim hoạt hình à, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được à, cái phần nào à, và bạn nào tư duy thì chúng ta cũng thấy được. Để trả lời câu hỏi này thì nó có những cái nguyên nhân sau. Khủng long bị tiêu diệt là vì thứ nhất là do cạnh tranh với chim và thú. Thứ hai là do ảnh hưởng của khí hậu và thiên tai. Còn tại sao cái bò sát cỡ nhỏ vẫn tồn tại được là vì cơ thể của nó nhỏ, dễ tìm nơi ẩn trú. Thứ hai là yêu cầu về thức ăn ít. Thứ ba nữa là cái trứng của nó nhỏ, an toàn hơn. Thì cái thông tin này chúng ta tìm hiểu thêm trong sách giáo khoa. À, chúng ta sang phần thứ ba là đặc điểm chung của bò sát. Thì với những cái thông tin mà chúng ta học ở bài trước và những cái thông tin chúng ta tìm hiểu từ nãy giờ, à, cụ thể à, với những thông tin trong sách giáo khoa và những thông tin mà các bạn xem qua báo chí, internet, vân vân. Chúng ta xem lại những cái hình ảnh này. Thì chúng ta sẽ phác thảo ra được cái đặc điểm chung của nó. Chúng ta chỉ nói về môi trường sống và đặc điểm cấu tạo ngoài và trong là được. Và qua cái thông tin này thì chúng ta sẽ nêu được cái đặc điểm
chung của bò sát. Thứ nhất là nó là động vật có xương sống, thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn. Thích nghi với đời sống ở cạn đó là da khô có vảy sừng. Thứ hai là chi yếu và có vút sắc. Thứ ba là cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai. Thứ tư đó là phổi có nhiều vách ngăn. Tim có vách ngăn ở tâm thất. Vách ngăn là vách ngăn hụt nhé các bạn. À, chú ý ở ngay chỗ này là vách ngăn hụt. Máu đi nuôi cơ thể ít pha. Và đây nó có cái cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có vỏ, bao bọc và giàu loãng hoàng. Và cuối cùng thì chúng ta phải nhớ học sinh chúng ta, nó là động vật biến nhiệt. À. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ tư, đó là phần vai trò của bò sát. Thì qua cái phần này các bạn nêu được cái lợi ích của bò sát và cho những ví dụ. Chúng ta thấy là những cái thông tin mà trên mạng internet hoặc là ở khu vực dân cư của chúng ta sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta cũng thấy được một số cái lợi ích của bò sát. Chúng ta hãy kể. Thứ nhất đó về lợi ích, tức là có ích cho nông nghiệp. Có ích cho nông nghiệp ở chỗ nào nhỉ? Chúng ta đây là nó bắt côn trùng gây hại. Thứ hai đó là có giá trị về thực phẩm. Có giá trị về thực phẩm. Cái phần giá trị thực phẩm này thì chúng ta biết là làm những thức ăn. Chúng ta nghe những món liên quan đến bò sát. Và thứ ba đó là làm dược phẩm. Chúng ta thấy là nó có những cái loài nó có giá trị vì dược phẩm rất là tốt. Và thứ tư đó là làm sản phẩm mỹ nghệ. À, khi các bạn đi du lịch đi đâu đó, đi chơi tham quan địa điểm nào đó, hoặc là các bạn sẽ nhìn thấy những cái sản phẩm mỹ nghệ, các bạn nào biết như ví dụ như là mua cho ba mẹ kỷ niệm, bóp da cá sấu thắt lưng, nó có nhiều tiền chúng ta mua thêm ví dụ như là cái giỏ cho mẹ, giỏ xách tay nhưng mà rất đắt tiền. Bên cạnh cái lợi ích thì nó cũng có những cái tác hại. Có những cái tác hại. Cái chúng ta sẽ tìm hiểu cái tác hại đó. Gây độc cho người. Chúng ta thấy là có những con nó gây chết người. Tất nhiên là các bạn khi mà dùng không đúng hoặc là như là có loài rắn độc đó. Sau khi tìm hiểu xong bài học này, chúng ta thầy sẽ có một cái trò chơi đoán ô chữ, gồm có 5 ô chữ và có từ khóa. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu câu thứ nhất. Phổi của thằn lằn có đặc điểm cấu tạo như thế nào thích nghi với đời sống ở cạn? Câu chữ này thì các bạn sẽ tìm dễ dàng đó là nó có nhiều vách ngăn. Chúng ta tìm hiểu câu số 3. Tâm thất bò sát có đặc điểm gì mà máu ít pha trộn? Câu chữ này gồm có nó chín chữ cái. Các bạn đoán được câu chữ này là gì không? Có vách ngăn hụt. Cái từ khóa chúng ta đã tìm được 4 từ rồi. Bạn đã đoán được ô chữ chưa? Ta mở ô thứ 5 ha.
Ô thứ năm gồm có 8 chữ cái. Câu hỏi là số loài, môi trường sống và lối sống của bò sát nói lên điều gì? Các bạn đã hình dung được câu trả lời chưa? Chúng ta sẽ có câu trả lời. Đó là sự đa dạng. Vậy chúng ta lại thêm được mấy từ khóa nữa rồi. Bây giờ chúng ta, bạn nào có thể đoán ra được từ khóa? Chúng ta tiếp tục ha. Chúng ta mở ô số 2. Đặc điểm cấu tạo ngoài nào của bò sát giúp nó phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu? Ô chữ này gồm có 5 chữ cái. Chúng ta suy nghĩ trả lời ha. Và từ khóa của nó là cổ dài. Nhưng mà từ khóa chúng ta chỉ còn 3 từ khóa thôi. Chúng ta đã đoán ra được chưa? Chúng ta tiếp tục ha. Phải mở cuối cùng. Câu hỏi này gồm có 7 chữ cái. Câu hỏi là trong lớp bò sát, bộ nào có răng lớn, nhọn, sắc, mọc trong lỗ chân răng? Chắc câu hỏi này dễ rồi mà. Ta tìm ha, chờ câu trả lời. Đó là bộ cá sấu. Như vậy thì chúng ta đã có các từ khóa, bạn nào có thể ghép vào được? Đoán được chưa? Rồi. Thầy sẽ mở từ khóa ha. Như vậy chúng ta đã từ khóa là gì các bạn? Đấy. Bảo vệ động vật. Đó là cái xu hướng hiện nay ha. Rồi chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần trò chơi ô chữ. Về nhà các bạn trả lời cho thầy được những câu hỏi sau đây. Trả lời các câu hỏi cuối bài sách giáo khoa trang 133. Và đọc một em có biết sẽ khoa trang 133, chúng ta soạn bài 41 để tiết sau chúng ta học. Tìm hiểu đời sống của chim bồ câu. Sau khi các bạn xem xong cái video clip này, các bạn phải trả lời được cho thầy những câu hỏi trong sách giáo khoa. Và bài sau thầy sẽ hỏi liên quan và các bạn sẽ trả lời cái phiếu học tập này gửi lại cho thầy ở trong Zalo để thầy chấm điểm theo theo kỳ và sẽ lấy điểm vào kết quả học tập của bạn sau này. Thân ái chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.